Và bây giờ mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai. Xin mời bạn bước ra phía trước. Dạ, em xin chào. Ngồi xuống ghế đi. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh. Hai MC rất là dễ thương. Dạ, xin chào khán giả. Cảm ơn bạn, bạn tên là gì? Dạ, em tên là Nguyễn Thị Phương, em 29 tuổi. Bây giờ mình sẽ đợi bạn trai của mình ra nha. Mời chàng trai. Tất cả quý khán giả, chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường ạ. Rồi, chào bạn. Bạn giới thiệu về em mình. Tên là Chi, em 33 tuổi. Tên gì? Dạ Chi CH. Ủa anh tên Chi? Dạ em tên Trương Trần Chi. À anh tên Chi. Lạ nha. Làm công việc gì anh Chi? Em đang đi học cho nên không có đi làm được. À Chi học cái chi vậy Chi? Em học lớp cao học ở bên xây dựng vậy. À bạn mấy mối tình rồi vậy bạn? Dạ em 3. À, mối tình cuối cùng thì cũng kết thúc 5 năm rồi. Ai nói lời chia tay trước? Cái này là hai bên không có hợp nhau cho nên buộc là phải chia tay. Không hợp gì vấn đề gì? Quan điểm sống, cách sống. Ủa quen nhau mấy năm mà không hiểu chuyện đó? Không, cũng mới quen 3 tháng mấy rồi em dẫn về. Nhưng mà lúc đó sau khi mà về được tới nhà hai bên rồi lúc đó là mới xảy ra nhiều sự cố. À, ít qua mới có mấy tháng là chưa hiểu đúng rồi. À, vậy còn bạn gái mình thì sao? Mình đã có mối tình nào chưa? Dạ em có nhiều mối tình lắm, nhưng mà sâu đậm nhất của em là có hai mối tình. Rồi, cái gần đây nhất? Gần đây nhất là 5 năm. Quen nhau 5 năm? Dạ. Ồ, vậy thì tại sao phải chia tay? Tại do công việc của em. Em làm bên nghề bán vé máy bay nên là em đi làm suốt à. Ừ. Em không có hình dành thời gian cho anh nhiều nên là... Với lại cho anh nói em yêu công việc nhiều hơn yêu ảnh. Mà suốt 5 năm luôn rồi mới chia tay? Dạ. Bây giờ mình đã thật sự muốn tiến tới hôn nhân chưa? Nếu mà tìm hiểu được á thì em cũng tiến tới hôn nhân. Mình dự định là khoảng bao lâu thì mình sẽ kết hôn? Nếu mà quen nhau thì chắc khoảng chừng 1 năm. Tại vì quen nhau phải tìm hiểu bên mình với anh cũng một phần, còn bên gia đình hai bên nữa. Ừ. Tại vì em ấy nếu như do em bị em tủ dâm. À. Quen nhiều chứ mấy anh gặp mấy anh chạy mất tiêu hết trơn. Không biết mà em có giữ không biết nữa. Không, chị thấy em không giữ. Tuổi dần thì tuổi dần. Chứ bao nhiêu người tuổi dần người ta vẫn lấy được chồng, vẫn sống hạnh phúc, đâu có gì đâu bạn. Chứ em quen một anh, cái dắt về nhà, cái mẹ anh hỏi con sinh năm nhiêu. Cái nói con sinh năm 86 tuổi dần. Cái xuống sắc liền. Dạ, càng cũng căng à. Cái bên bển anh, bên bển là cũng dẫn bạn gái về gia đình gặp nhau rồi mà cuối cùng cũng chia tay. Anh ơi, gia đình anh có kỵ tuổi rồi gì kia, tuổi dần có sợ gì không vậy anh? Tuổi dần thì hợp với tuổi em chơi. À vậy hả? Bạn tuổi gì hợp? Dạ em Nhâm Tuất. Nhâm Tuất. Dạ. Rồi đó giờ yêu nhau có tin về tuổi tác không? Tuổi tác thì cũng một phần thôi anh. Tại vì em làm bên mảng xây dựng thì nó cũng có bên tư vấn á. Cho nên em cũng có biết sơ về phong thủy. À. Mình có đặt ra cái chuẩn người là bạn trai của mình là người như thế nào không? Tại em cũng không có ưu điểm bao nhiêu nên là em không có đặt anh ấy nhiều. Em ví dụ anh ấy lịch sự, gọn gàng, ăn nói lễ phép với người lớn, với mọi người xung quanh là được. Với công việc ảnh ổn định là được. Rồi bên đây có đầy đủ luôn. Còn anh, ưu điểm thế nào, khuyết điểm thế nào? Ưu điểm của em là nhanh nhẹn. Nói chung là làm gì cũng phải nhanh và có cái kế hoạch trước. Còn khuyết điểm của em là nóng tính. Bên kia cũng nóng, bên đây cũng nóng. Chà, căng à. Nhưng mà mạng em cao hơn mạng bên đó. Cao không? Em Phương. Cao em không? Em thủy bên đó quả, em dập cái tiêu đó. Sao anh, em nghe ảnh nói anh dập em tắt luôn vậy, em có sợ không? Để em thử coi có dập tắt không. Mà nếu không tắt thì sao? Không tắt thì anh tắt. Dạ em không thích điểm nào ở người bạn trai của mình? Dạ em chỉ không thích là ảnh bắt em làm những điều em không thích. Những điều gì em không thích? Ví dụ như là hôm nay em bận công việc thì em nói là em không đi được thì anh bắt buộc phải đi. Cái đó em không có thích. Với lại em thường làm những cái việc gì mà em cảm thấy là đúng em hay làm mà ít khi ai ra lệnh lắm. Chết rồi, vậy chồng ra lệnh thì sao? Em cũng nghe luôn hả? Dạ, tùy trường hợp. Ví dụ như anh nói đúng thì em nghe, còn anh nói sai em không có nghe. Còn anh đồng ý ý kiến bên không? Dạ, nếu mà nói đúng thì bên kia chắc không hay nghe. Tại vì mình thuyết phục thôi chứ. Thuyết phục đúng không? Dạ. Mẫu người bạn gái của bạn như thế nào? Theo em thì cái dáng người cũng dễ nhìn,
với lại cũng biết chăm lo cho gia đình thấy là được rồi. Có một mẫu nào đó dựa vô cái mẫu đó mà tìm bạn gái không? Người tròn tròn chút xíu với lại đẹp cũng cỡ chị Cát Tường thì em thấy được. Cảm ơn bà. Dạ. Đến qua anh coi có tròn không nha. Dạ. Có tròn cỡ nào luôn nha. Em chào anh. Chào bạn. Dễ thương ấy. Bạn cao mét mấy? Dạ mét 6. À, bên này chắc cũng cỡ đó trở xuống à. Ủa cỡ đó trở xuống là sao? Trong cỡ mấy sáu mét rưỡi gì đó. Cái gì kỳ vậy? Coi chừng nha, coi chừng thấp hơn nha. Dạ không sao anh, miễn sao tốt tính là được à. Không tính cái này tốt lắm. Anh ngồi nãy giờ anh rung quá trời luôn. Hình như anh hồi hộp đúng không? Bên kia dễ thương lắm. Em hạ cái chuẩn em xuống nhưng mà vậy. Hơi cao á, thấy bên kia hơi cao á. Thường phụ nữ là người ta ai cũng nói gì kiếm người đàn ông cao hơn mình. Cả cái đầu, cả hình thức lẫn nội dung. Tại vì mình đòi hỏi không có được đâu. Mình về mình với ảnh tạo nên cái hoàn chỉnh hơn. Tạo sao được, tạo là tạo cái gì chứ cái chiều cao sao tạo. Không được. Dạ, tại vì chiều cao bằng em thì được rồi. Tại vì cũng cao hơn em cũng đâu có được gì đâu. Miễn cao hơn em cái đầu được à. Nhưng mà anh miền lên anh nó có 1m5 kìa, là thấp hơn em cả tấc lận. Nhưng mà thấp nhưng mà cái đầu cao hơn, kiến thức anh cao hơn. Thì bắt ghế lên cao hơn cái đầu. Thì đó. Coi kiến thức có cao hơn không nha. Dạ em chào chị. Trời ơi anh này anh dùi dầu dập mà. Dùi hàng người ta lắm nha. Ta có 1m4 rồi nó 1m5. À, đứng lên coi, đứng lên coi dạ. Coi. Trời ơi nhỏ muốn sửa hay sao lùn vậy? Ủa nãy nói nhiêu tuổi? Em 33 chị. 33 sao tóc bạc không vậy? Trời. Rồi có cái răng khểnh nó dễ thương ghê luôn vậy đó. Chị ơi, chị em mình cùng quê á chị. Cùng quê là sao? Em, chị nhẹ tay em thế. Quê đâu? Dạ, em Vĩnh Long. Vậy hả? Dạ. Biết nhà đó nha, tới nhà luôn á. Không dễ thương. Không vậy nói dễ vậy thương, cao mét 8. Chị thấy qua chị nói vô cho em. Dạ, dạ em cảm ơn chị. Miền Tây chất phát thật thà. Giống anh Miền Linh vậy đó, dạ. Dễ thương lắm. Chứ bên đây tóc bạc có 2-3 cộng mà có gì đâu mà. Anh rất là dễ thương. Trẻ chán luôn. Chị đảm bảo với em chịu liền. Rồi. Chúng ta sẽ cho gặp nhau. Kéo màn lên. 2 phút bắt đầu. Dạ em chào anh. Theo anh thì cái thời gian này mình ở 2 phút cũng không có được nhiều á. Cho nên chắc là phải hẹn em đi ra ngoài anh mời em. Cái chuyện đó để sau buổi này. Ừ. À em với biết anh qua cái giọng nói thôi. Giờ nhìn anh thì em thấy anh cũng được. Còn anh nhìn em như thế nào? Thấy là ok là phải bấm nút luôn à. Trên hình phải anh mới nói em là thôi thì... Nhưng mà bạn gái anh á, công việc là nhiều, đi mất thời gian, không có dành thời gian nhiều cho anh có cảm thấy là khó chịu không? Tại vì em đi làm một tuần cũng chỉ nghỉ được 2 ngày à. Nghỉ 2 ngày là nhiều chứ. Vậy đó. Thôi giờ bấm chuông đi. Gấp quá vậy. Em thấy được là em tiến tới anh ơi. Nhưng mà anh thấy được là gia đình anh dắt về không được như đợt trước hay sao? Không, anh thấy được. Còn cái về cái tính cách này nọ là mình phải tìm hiểu. Hồi trước có người dắt em về đó là không được. Cái bỏ em luôn, không quen luôn. Còn anh cũng bị một lần rồi, anh để lần nữa chắc chết em. Không, vấn đề là mình tới mình gặp gia đình hai bên để xin phép quen đàng hoàng chứ không có quen. Tại con trai thì quen nhiều bạn gái chứ con gái em có ít duyên lắm. Làm lần nữa vui chi ở giá luôn. Sao tất kỳ với dần vậy hả? Con muốn có mấy đứa con thì kết hôn? Chắc 2 là đủ rồi anh ơi. Em cái đó là do duyên, trời cho mấy đứa thì xài mấy đứa. Trời cho 1 chục, đẻ 1 chục luôn hả? Hả? Nhà con đông là nhà có phúc. Quan phúc, điểm không? Phúc hay quả? Em không biết mà chắc mua sẵn vé số cọc luôn. Tối đi bác. Được rồi, hết giờ. Đã đủ thời gian để mình tìm hiểu nhau ha. Ít nhất mình cũng đã có những cái lắng động với nhau rồi. Bây giờ thì hãy suy nghĩ thật kỹ và quyết định. Thôi xong rồi đó. Ủa là sao? Hỏi đếm luôn. Thì đi ra đó đứng coi. Ví dụ gì vậy? Muốn quá rồi. Sao ba vậy? Em nói năm nay em chọn ai là ba gả luôn. Ừ, ông kia sao vậy? Em được năm nay em cũng làm luôn. Hai người nắm tay luôn đi. Rồi ôm hôn luôn đi. Ừ quên. Tặng em luôn. Dạ cảm ơn. Cảm nhận thế nào người? Nắm tay. Dạ. Thì thôi, hai người rung cái chân. Hai người rung cái chân không? Có cảm tình ngay từ đầu gặp cũng thích.
Thẩm tình ngay từ đầu luôn. Dạ. Thẩm tình về cái điều thích gì nhất? Mới đầu thì là ngoại hình, nhưng còn cái tính cách như thế nào để quen rồi tiếp xúc là lúc đó mới biết. Mà nó nghe nè, thì bình tĩnh đếm, chờ đếm 1, 2, 3 cũng được vậy. Cần thiết chưa đếm bấm không, lý do? Dạ. Hả? Em sợ bấm không được cho nên em bấm trước. Em thì sao? Dạ tại vì em thấy anh cũng dễ thương nên là cho anh một cơ hội cũng như cho em một cơ hội. Thì biết cho rồi mà đợi tôi đếm tới 3 nè. Đã thấy anh bấm mà em sợ anh. Em không dám ảnh luôn nữa. À là thấy anh bấm luôn. Tôi thấy trong phái của tôi quên đường với phim nè. Hai người hợp lắm á. Về đẻ liền nha. Hai đứa thôi, 10 đứa anh cho đi bán vé số à. Rồi em cảm ơn chương trình, cảm ơn anh Quyền Linh và chị Cát Tường nhiều. Nắm tay nhau đi bạn. Hai người hết biết gì đi rồi. Đi coi phim đi bạn.